Chúa phục sinh đi vào âm phủ để diệt ma vương phá vỡ ngục tù. Người cứu vong nhân được trả tự do, hân hoan trỗi dậy đổi mô bước ra. Muôn lạy Chúa, Thiên Chúa, oai vong vĩ đại. Ngài là đấng thánh lừng danh, danh đánh bại tử thần. Ngàn đời hiến chi muôn dân, hồi thánh phụ thánh thần quang vinh. Chính Chúa phục sinh tiêu diệt ác tà, từ thần tiêu ma thế giới an bình. Hạnh phúc quang vinh cuộc đời ngày mai, kêu xin khấn nài chờ đợi tới nơi. Muôn lạy Chúa, Thiên Chúa, oai phong vĩ đại. Ngài là đấng thánh lừng danh, danh đánh bại tử thần. Ngàn đời hiến chi muôn dân, hồi thánh phụ thánh thần quang vinh. Chúa phục sinh tiêu diệt ác tà, từ thần tiêu ma thế giới an bình. Hạnh phúc quang vinh cuộc đời ngày mai, kêu xin khấn nài chờ đợi tới nơi. Muôn lạy Chúa, Thiên Chúa, oai phong vĩ đại. Ngài là đấng thánh lừng danh, danh đánh bại tử thần. Ngàn đời hiến chi muôn dân, hồi thánh phụ thánh thần quang vinh. Ngàn đời hiến chi.